Ngô Đào đang đứng dưới cái gốc cây đào này, và bây giờ là khoảng tầm 4 giờ kém, và có một cái việc rất là thú vị, đó là mình muốn trôn cái thằng Văn Đức cá lóc này một phát, bởi vì nó đi vô nhà nó chơi từ hồi 11 giờ đến giờ tầm là 5 tiếng rồi, hơi gần đổ mưa mà chưa về, thấy mưa lắc lắc. À, mọi người sẽ thấy nha. Bây giờ là trời đã đổ mưa mà nó thì nó nằm chơi suốt nhà sớm giờ. Bây giờ mình sẽ vào cho mọi người thấy cảnh nha. Đây, mình đang đi vô. Mình đi ra xa xa một tí nói chứ không nghe. Bây giờ mình sẽ đi vào cắt ngay gặp sách của nó. Này, mọi người thấy nha. Đây là cái bếp của bà ngoại nha mọi người. Cái bếp của bà ngoại. Và mình sẽ bỏ cái cặp sách đây, có thể là vào vị trí này đi. Sau đó mình lấy cái thúng. Nha. Mình thấy nha, đây là cái bếp. Bếp của bà ngoại. Đây, bếp này. Bếp bị bà ngoại đang dùng bếp củi. Bếp ga trong nhà. Đây. Bây giờ mình sẽ lấy cái thúng úp lại. Hết đường nha, và bây giờ chúng ta chờ đợi. Bây giờ là khoảng 16 giờ chiều, 4 giờ chiều. Chơi 5 tiếng. 5 tiếng rồi mà vẫn còn say mê chơi chưa chịu về. Mọi người thấy mây đen không? Mây là mây mù nè. Đấy, mây đen thui cho bầu trời ha. Đây mình đang quay cảnh mây đen vần vũ cho bầu trời. Trời sắp mưa. Nhưng mà chưa về, mọi người sẽ chờ đợi diễn biến xảy ra nha. Xem mà mất cái cặp sách này thì cặp đi học này sẽ như thế nào. Mưa ghê không? Mưa ghê luôn mày. Giờ đi đâu? Tắm mưa hả? À. Con nhăn cá lóc cũng chạy luôn rồi nè. Đang đi tìm mọi người, đang đi tìm. Cái gì? Bốn cầu hả? Tìm đi. Mưa nha mọi người, mưa rất là to. Đây, cực to luôn. Mưa to.
Rồi đang ngưng. Vừa Đức Cá Lóc đẹp trai vậy, công nhận Đức Cá Lóc đẹp trai chứ. Đi đâu Đức Cá Lóc? Kiếm cặp à, cặp đâu kiếm? Còn có con có đem vô đây không? Ồ, mọi người thấy không? Trời mù nè. Hai thằng Cá Lóc đi đâu đây? Định đi đâu? Tắm mưa hả? Tắm mưa rồi. Tắm mưa đâu? Cái tắm đây không được nè. Hiện tại là trời mưa, mọi người nhá. Văn Đức Cá Lóc ra đi tìm, đang tìm gặp. Cái làm gì quần quần với gà bắt đẻ không Đức? Cặp đẻ đâu kiếm? Đem đi lấy điện thoại hả? À. Anh Văn Nhân chuẩn bị trời mưa mà chuẩn bị đi tắm. Cá Lóc, hai con cá lóc. Cặp chi? Cặp chi biết bán chuyện biết mà cặp màu chi? Cặp màu đen hả? Cặp màu đen sao chịu rồi? Bé mua thằng biết mua chi bé lại đây. Cá lóc con trời ơi, quá. Sao lần sau là nhớ là để ăn lần hay chưa? Đây, lỡ mà mất cái cặp một cái là xong phim luôn nha. Tái mặt chưa? Cá lóc con đang mà đi chỉ Đức, chỉ ba đang giấu cặp của Đức mà nó kỹ làm chi? À, vậy là cá lóc con làm hư chuyện hết nha mọi người. Mình đã nghĩ là bằng con rất là vui mà cá lóc con còn hư chuyện hết. Cá lóc con đã dẫn anh Đức đi chỉ ra cái nơi mà mình đã cắt cái cắt chỗ đó thì Đức mình kiếm được. Đây. Hả? Thì con đĩa nào đó là chú mà chú cắt cái đó thì làm sao mà biết được. Đây mọi người thấy là Văn Đức giờ tươi nhá, hồi nãy là tiền quán gà rồi có bộ đồ trong đó nè. Đây. Cá lóc con tạm biệt mọi người đi, cá lóc con hư quá. Đây, Văn Nhân Cá Lóc này, bữa nào trôn Văn Nhân Cá Lóc một bữa nha. Rồi, nếu mọi người thấy vui, clip này vui thì hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp cho kênh của Đào Vlog phát triển mạnh hơn nha. Kênh của Đào Vlog sẽ có rất nhiều những cái trò hay, những ca khúc, tình khúc, những món ăn, những màn trôn rất là hấp dẫn cho mọi người. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại. We'll be right back.